liên quan tới sự cố cháy công ty Rạng Đông, dư luận cho rằng Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân nói chung, cá nhân bà Lê Mai Trang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân nói riêng đã dối trá, cố tình che đậy, thiếu trách nhiệm trước một sự cố môi trường nghiêm trọng có 102 tại thành phố. Ngay sau khi vụ cháy xảy ra vào ngày 29 tháng 8, Ủy ban nhân dân phường Hạ Đình đã ra thông báo về việc xử lý vệ sinh môi trường sau cháy cho người dân sinh sống gần công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông, số 85-87 phố Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, yêu cầu triển khai nhiều biện pháp khẩn cấp bảo vệ sức khỏe do không khí nhiễm bẩn. Đây được cho là một động thái rất tích cực để bảo vệ người dân sinh sống gần công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông. Mùi này nó khét mà nó rát kiểu như trong cổ họng mình. Những người nào yếu thì nó sinh ra gây rức đầu cả chóng mặt. Có những người ta phải đi khám cả tai. Sau cái thời điểm cháy khoảng 2-3-4 hôm ấy thì nó mùi nặng lắm. Mình mà không đeo khẩu trang thì không thể ngủ được. Bây giờ thì mình phải đi tìm một cái chỗ ở khác hay ở tạm. Thế nhưng một ngày sau, vào sáng ngày 30 tháng 8, Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân lại chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường Hạ Đình phải thu hồi thông báo này vì lỗi ban hành không đúng thẩm quyền, chưa đủ cơ sở. Thậm chí bà Lê Mai Trang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân còn thông tin với báo chí sẽ tiến hành kiểm điểm đối với lãnh đạo phường Hạ Đình. Chính quyền quận chỉ thông tin vậy mà không hề cho biết môi trường, không khí, khói bụi từ đám cháy ra có nguy hiểm không và dân nên làm gì. Mãi chiều cùng ngày, Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân mới ra văn bản cho biết số liệu quan trắc nhanh mẫu không khí, nguồn nước, đất bụi tiến hành hồi sáng là ở mức độ bình thường. Các số liệu test nhanh chỉ số về thủy ngân, chì, kim loại nặng quanh khu vực cháy cũng đảm bảo mức độ an toàn đối với người dân. Trái ngược với kết quả chính thức mà Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên Môi trường vừa công bố trong ngày 4 tháng 9. Cũng theo Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân, dẫn thông tin ban đầu của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường thuộc Bộ Y tế, đơn vị đầu ngành về lĩnh vực sức khỏe nghề nghiệp và môi trường, các chỉ số như thủy ngân, chì, kim loại nặng được đo bằng máy test nhanh là loại máy hiện đại hiện nay thì kết quả cho thấy các chỉ số đều trong ngưỡng cho phép, an toàn đối với người dân. Nhưng ngay sau đó, tối cùng ngày 30 tháng 8, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường đã lên tiếng phủ nhận thông tin an toàn mà quận Thanh Xuân thông báo. Có thể thấy những cảnh báo đối với người dân do Bộ Tài nguyên Môi trường đưa ra khá trùng với nội dung khuyến cáo được Ủy ban nhân dân phường Hạ Đình phát đi ngay sau đám cháy tại công ty Rạng Đông, nhưng cũng rất đáng tiếc, văn bản cảnh báo kịp thời của Ủy ban nhân dân phường Hạ Đình bị Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân yêu cầu thu hồi theo cách thô bạo. Thậm chí quận Thanh Xuân yêu cầu kiểm điểm Ủy ban nhân dân phường Hạ Đình đã ra văn bản khuyến cáo không đúng thẩm quyền, gây hoang mang dư luận. Tuy nhiên, nhiều người dân cho rằng Ủy ban nhân dân phường Hạ Đình đã rất có trách nhiệm với sức khỏe cộng đồng, môi trường khi sớm có khuyến cáo hữu ích kịp thời sau vụ cháy. Sự vô cảm của lãnh đạo quận Thanh Xuân đối với sức khỏe, an toàn của người dân sinh sống gần công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông được thực sự phơi bày khi Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Võ Tuấn Nhân công bố tại cuộc họp báo chính phủ chiều ngày 4 tháng 9 rằng môi trường ở khu vực này bị nhiễm độc. Có thể thấy rằng là cái vụ cháy nổ ra ở công ty là một cái sự cố cháy nổ mất an toàn về hóa chất và ô nhiễm môi trường và được đánh giá ở quy mô ảnh hưởng là mức độ trung bình. Tuy nhiên thì làm thiệt hại rất là lớn về tài sản và gây ô nhiễm môi trường không khí cũng như nước mặt và trầm tích. Cái hướng phát tán của dòng khí tại cái vị trí hàng rào của khâu sản phẩm bị cháy tại cái khoảng cách 200m, rồi khoảng cách 500m, khoảng cách 1000m. Ba cái vị trí đó thì tính từ hàng rào kho sản phẩm bị cháy thì kết quả cho thấy là khoảng từ cái rào đến cái khoảng 200m thì các mẫu hấp thụ thủy ngân đều có giá trị nằm trong cái ngưỡng khuyến cáo của WHO và châu Âu là ngưỡng ảnh hưởng đến sức khỏe của con người tại cái khu đô thị. Do đó các cái điểm quan trắc không khí trong khuôn viên của công ty về phía trước cái khu cháy và trong nhà kho cháy thì có giá trị thủy ngân trong môi trường không khí cao vượt cái ngưỡng khuyến cáo của WHO và của Mỹ, tức là 10 đến 30 lần cái ngưỡng ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của môi trường. Vì lẽ trên, nếu cần kiểm điểm phê bình, thậm chí kỷ luật thì có lẽ phải chính là Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân nói chung, cá nhân bà Lê Mai Trang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân, chứ không phải kiểm điểm Ủy ban nhân dân phường Hạ Đình đã ra văn bản khuyến cáo rất có trách nhiệm với sức khỏe cộng đồng, môi trường khi sớm có khuyến cáo hữu ích kịp thời sau vụ cháy. Trước đó năm 2017, bà Lê Mai Trang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân cũng vướng vào lùm xùm điều lãnh đạo phường ra trông xe khi đi ăn bún trên đường Nguyễn Quý Đức gây xôn xao dư luận.